Anh xem bây giờ đầu của anh ấy đã hai thứ tóc rồi. Anh nghĩ lại xem, đã bao nhiêu lâu rồi anh cũng chưa bỏ ra mấy triệu để mà mua mấy bộ quần áo mới chứ. Hay là đã bao nhiêu lâu rồi anh không được đi tụ tập bạn bè, ăn uống nhậu nhẹt một bữa ra trò. Em nói thật, anh cứ nghĩ cho vợ, lo cho con như thế thôi, chứ ai nghĩ cho anh, đúng không? Bây giờ đây là chỉ có em là lo lắng cho anh, là em thương anh nhất thôi. Đàn ông ai cũng như ai hết, gọi điện ngay cho bác Thẹn. Alo, bác Thẹn à, bác có ở nhà không? Em biết ngay là bác không có ở nhà mà, vắng chủ nhà là gà vọc đuôi tôm. Bác về ngay mà xem kìa, bác Thùng đang hiên ngang hẹn hò ngay tại nhà nhá, công khai ở quán trà đá luôn, chính tai em nghe thấy, mắt em nhìn thấy này. Bác về ngay đi. Không được, nhỡ nó đi mất thì sao? Nhanh lên nhá. Đừng chết nó ra rồi. Bây giờ phải nghĩ cách gì để giữ chân nó. Cô kia, cô đứng ngay ra đấy à? Cô đỡ ngay mẹ con tôi giấy. Chị đã mang bầu hả? Chị có sao không chị? Nhìn cái bụng tôi như thế này mà cô còn hỏi à? Dạ, em xin lỗi chị ạ. Được rồi, tôi ấy là tôi không bắt đền cô đâu. Nhưng mà cô phải để số điện thoại lại đây. Tí nữa tôi đi khám mà tôi có vấn đề gì ấy là cô phải quay lại đây chịu trách nhiệm với tôi đấy. Chuyện này... tức là cô không định cho số điện thoại đúng không? Cũng được thôi. Bây giờ ấy tôi sẽ gọi chồng tôi đến đây. Nhưng mà tôi nói cho cô biết nhá, là chồng tôi là không nhỏ nhẹ như tôi đâu. Dạ, em xin lỗi chị. Số của em là... Từ, để lưu đã. Dạ. Đọc đi. 0988. Rồi. 321. 321. 123. 123. Dạ. Rồi, tôi nháy sang nhá. Đây, bấm nháy này. Sang chưa? Rồi ạ. Đấy, số tôi lưu vào nhá. Để tôi gọi có gì là phải bắt máy ngay nghe chưa? Dạ vâng. Thế thôi, em xin phép em đi trước chị nhá. Đi. Bây giờ là chờ bác Thẹn về. Có chuyện gì thế hả? Ôi trời ơi này, cô làm cho chị vội về mà không cả lấy tiền thừa người ta giả lại đấy. Ai chả vội, chồng sắp đi theo gái thì còn tiếc mấy cái đồng tiền lẻ đấy. Ôi, thế chuyện là thế nào? Này, lúc nãy em đi đến gần nhà hai bác. Thế em thấy hai người đấy đang ngồi với nhau ở quán trà đá ấy. Thì cảm lắm. Ôi trời ơi, xong là con bé đấy còn thủ thỉ vào tai bác Thùng thế này này. Anh ơi, anh cứ suốt ngày anh nghĩ cho vợ con anh ấy, thì ai nghĩ cho anh? Chỉ có em, chỉ có em là thương anh nhất thôi. Trời ơi, thế thì chết. Trời ơi, con bé đâu? Nó còn ở đây không hả? Chị ơi, chị này, phải bình tĩnh nhá. Hết sức bình tĩnh, cái gì nó phải từ từ thôi nhá. Từ từ bình tĩnh nhá. Nó đi rồi. Hả? Ôi trời, đi rồi thì bây giờ làm nào? Từ từ, bây giờ tôi phải bình tĩnh. Tôi phải tính cách. Đúng rồi. Thì làm thế nào mà dụ nó quay lại được? Yên tâm, em rất thông minh nên em đã có số điện thoại của nó rồi. Thế thì phải tóm được cả hai. Đúng rồi, tóm tận tay. Bây giờ làm thế nào? Gọi cho nó đến đây, dụ nó đến. Chuẩn luôn. Không gọi thì gọi nhá. Alo. Tôi đây. Tôi bảo nhá, tôi vừa đi khám rồi thì bác sĩ bảo là hai mẹ con tôi là có vấn đề đấy, sau cú ngã đấy. Thế nên là bây giờ ấy, cô đến ngay cái quán trà đá gần chỗ tôi bị ngã lúc nãy. Được chưa? Nha. Đến ngay đi nhá. Anh Thùng, trông quán nhá. Em với cả cô Huyền, cô Hở đi shopping tí. Thế này, vừa về mà không chịu nghỉ ngơi đã đi à? Ôi trời ơi, nghỉ ngơi làm cái gì? Phụ nữ phải mua sắm anh ạ. Thôi mà em đi đây nhá. Đi. Thôi rồi, mời các nàng đi. Đến rồi. Tức lại đến à? Có chị bầu chị hết em. Em bảo là anh có quen chị không? Nếu mà anh quen ý, thì anh có nói giúp em với. Không đâu. Cái chị mà... Ôi trời ơi. Trời ơi. Sợ mọi người là tất cả nha. Sợ quá. Anh xin. Ông bây giờ ông giỏi thật đấy, ông kinh thật đấy. Hóa ra ông dám cắm sừng lên đầu tôi như thế hả? Anh nói cái kiểu gì thế hả?
hả? Sưng mỏ gì? Lại còn không nữa, tôi nghe cô Hở kể hết rồi nhá. Nào là nghe em này, em nói ngon ngọt là anh ơi, bây giờ anh nghĩ cho vợ con anh thì ai nghĩ cho anh? Cứ phải để em là em thương anh nhất, có đúng không? Có đúng là cô nói thế không? Hả? Có đúng không? Ủa trời ơi, khổ quá. Bình tĩnh mọi người, bình tĩnh. Bình tĩnh làm sao được? Chuyện nó là thế này. Dạ, em chào anh. Chào em. Em uống nước gì? À, thôi em không uống đâu. Em bảo anh này, bây giờ anh có cần vay tiền không? Em ý là em cho vay thẻ tín dụng mà không cần thế chấp, chỉ cần thẻ căn cước công dân thôi anh ạ. À không không, anh không vay tiền đâu. Trời ơi, anh xem, anh nhìn lại bản thân này. Bây giờ nhá, đầu của anh đã hai thứ tóc rồi. Anh thử nghĩ lại xem là đã bao nhiêu lâu rồi anh không dám bỏ ra mấy triệu để mà mua quần áo mới cơ chứ. Hay là đã bao nhiêu lâu rồi anh không dám tụ tập bạn bè ăn nhậu một bữa cho ra trò, đúng không? Bây giờ ấy, anh cứ lo cho vợ, nghĩ cho con. Nhưng mà ai nghĩ cho anh? Ở đây chỉ có em thôi. Chỉ có em mà lo lắng cho anh là thương anh nhất rồi. Nghĩ chưa? Anh bị làm sao? Này, tôi không làm gì nhá. Không làm gì đâu nhá. Ủa, cái gì đấy? Cho nên mỗi khi ấy, cô này cô đến ấy, là anh cứ phải giật đùng đùng như thế này thì cô mới chịu buông tha, hiểu chưa? À, thế là hóa ra là tư vấn cho vay à? Ừ. Ôi giời ơi, mà cô buồn cười thật đấy. Dai cái đỉa ấy, người ta là không muốn dai thì thôi mà lại còn cứ ra cái điều là quan tâm vớ vẩn. Đúng là vớ vẩn thật đấy. Thôi, cô đi đi. Thế còn cái bầu ạ? Bầu bé mỡ. Bầu nào? Đi đi. Thôi, đi. Biến. Dạ. Đi. Quả. Chào mọi người. Chứ không phải chào. Sống ruộn. Chồng nghe thế chứ. Thông minh phết đấy. Ôi giời ơi.